Good morning các bạn, hôm nay là ngày thứ hai mình trở lại với công việc hàng ngày, đó là làm việc trong tiệm nail. Mặc dù rất là bận rộn nhưng mà mình tranh thủ thời gian để chia sẻ với các bạn một loại sản phẩm mà mình rất là tâm đắc. Trong tiệm của các bạn có waxing hay không? Và nếu như trong trường hợp mà mình wax mà da bị ứng, bị đỏ, bị phỏng thì các bạn làm cách nào để khắc phục trường hợp này? Các bạn có tìm được cho mình một loại sản phẩm để làm được điều này hay chưa? Hôm nay mình rất là vui khi mà mình đã tìm được một loại sản phẩm để giải quyết trong vấn đề này mà rất là có hiệu quả. Đó là Enhancer. Enhancer của Nu Skin làm từ sản phẩm thiên nhiên Aloe Vera. Aloe Vera có tác dụng là làm mát da, làm giúp da bị phỏng, giúp da bị dị ứng, bị khô. Sau khi mà mình wax xong thì chỉ cần thoa một lớp mỏng của Enhancer thì khách hàng sẽ thấy dễ chịu hơn. Và nếu như da bị dị ứng thì nó sẽ bị bớt đỏ, bớt ngứa. Và trong trường hợp nặng hơn nữa, nếu mà chúng ta lỡ mà khách bị phỏng bởi da của họ mỏng, nhạy cảm, hoặc là cái wax chúng ta còn quá nóng thì chính Enhancer này sẽ giúp rất là nhiều và rất là có hiệu quả. Kết quả của Enhancer trong tiệm nail của mình đã tạo cho mình có thêm rất là nhiều khách hàng về wax và giúp cho thợ của mình khi mà họ làm như vậy thì họ rất là an tâm hơn khi gặp phải những khách hàng có da bị nhạy cảm. Nếu mà các bạn có thắc mắc, có câu hỏi hoặc là cần sự hỗ trợ của mình thì các bạn có thể inbox cho mình hoặc là liên lạc với mình qua số phone 856-313-7534. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế tiếp.